gì vậy? Ủa gì vậy? Hello, kính thưa quý vị, như vậy là công tác chuẩn bị của ban tổ chức chúng tôi cho cái chuyến outing 2022 như vậy là hoàn tất. Và về thời gian vừa qua thì chúng tôi đã tranh thủ nạp năng lượng và tất cả cán bộ công nhân viên đã lên xe. Chúng tôi hy vọng rằng dù chỉ là thời gian 3 ngày 2 đêm sắp tới, nhưng chắc chắn sẽ mang cho toàn thể quý vị đại biểu, tất cả cán bộ công nhân viên những cảm xúc sẽ không thể nào quên. Các bạn nha, Trang ơi, chờ chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ tới đây. We are coming.
sẽ nên khúc ca mãi mãi vươn xa, thương hiệu Sân Góp xứ muôn hoa, đu bắp thêm dê chọn ghi trong trái tim là hoàng gia vui trong ngày mai, hòa nhịp cùng đất nước bốn mùa vui, bao yêu thương ta góp sức xây đời, tâm nguyện cùng nhau ta góp xây và kiên thiết nước Nam đẹp giàu. Sân Góp xứ muôn hoa, đu bắp thêm dinh, hoàng gia ta mến yêu, hoàng gia yêu dấu, tự hào hát vang bài ca, góp sức chúng ta cùng dựng xây non nước gấm hoa, sức sống hôm nay là hành trang của những Sân Góp xứ muôn hoa, đu bắp thêm dinh, hoàng gia ta mến yêu, hoàng gia yêu dấu, tự hào hát vang bài ca, góp sức chúng ta cùng dựng xây non nước gấm hoa, sức sống hôm nay là hành trang của những điều hành của Hoàng Cầu Đà Lạt, anh Tiến giám đốc Nam Á cùng tất cả các
biệt là chào đón tất cả các cán bộ công nhân viên của Hoàng Gia TG và Hoàng Cầu Đà Lạt có mặt trong đêm gala buổi tối ngày hôm nay. Như các anh chị cũng đã xem qua cái clip về tình hình hoạt động cũng như là sự có mặt của Hoàng Cầu Đà Lạt cũng như là Gia TG trong suốt 7 năm qua, những thành tựu chúng ta đã đạt được. Chúng ta đã tri ân một cách rất trân trọng, đầy xúc động đối với nhà sáng lập, bà cố vấn cũng như là anh chị chủ tịch đã dìu dắt, chỉ định hướng và tạo điều kiện hỗ trợ để chúng ta có thể trưởng thành qua từng ngày và đóng góp vào sự phát triển chung của tập đoàn, sự phát triển chung của hệ sinh thái. Thì kính thưa tất cả các anh chị, như các anh chị cũng đã biết, hiện nay trên thế giới là chúng ta cũng đang rất là hào hứng, rất là trân trọng những cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể ngồi bên nhau, chúng ta có thể kết nối với nhau, cũng giống như là trên thế giới các anh chị có biết là cái sa mạc Atacama của Chile mà các anh chị làm người du lịch, các anh chị có biết sa mạc đó không ạ? Sa mạc đó được ví như là một cái sao hỏa của trái đất. Thực sự ở đó rất là nóng, tuy nhiên vẫn có những dải hoa màu tím nở vào mùa xuân. Đó là một sự rất là kỳ diệu và đem lại sự ngạc nhiên cho tất cả các nhà khoa học trên thế giới. Thì cái điều này là một điều rất là đặc biệt và để chứng minh rằng trong muôn vàn khó khăn ở đâu đó vẫn có sự tự tin, vẫn có sự sinh sôi nảy nở. Thì đây là một cái điều mà tôi cũng muốn ví giống như là tập đoàn của chúng ta, hệ sinh thái của chúng ta, đặc biệt là Hoàng Cầu Đà Lạt và Hoàng Gia TG. Thì kính thưa các anh chị, tất nhiên là trên một chặng đường chúng ta đi thì không nơi nào mà trải đầy hoa hồng. Nếu mà trải đầy hoa hồng chúng ta đến đỉnh vinh quang thì đó cũng không có gì để chúng ta có thể tự hào. Mà chặng đường vừa qua với những gì các anh chị đã làm được thì tôi xin thay mặt cho ban lãnh đạo cũng như là anh chị chủ tịch xin tri ân sự đóng góp với nhiệt huyết tuổi trẻ, với sức trẻ, với nhiệt huyết và với tất cả những gì mà các anh chị có thể để đóng góp để một hành trình vừa qua chúng ta đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Chúng ta xin hội trường cho một tràng pháo tay để tri ân tất cả các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và một chặng đường sắp tới nữa chắc chắn nó không thuận lợi và cũng sẽ có những cái khó khăn. Tuy nhiên với cái tinh thần quyết tâm cao, với định hướng sáng suốt từ ban lãnh đạo, với sự đồng lòng cùng chung tay, cùng đồng hành của tất cả các anh chị, tôi tin rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ bứt phá đi xa hơn nữa và chúng ta sẽ kỷ niệm một cái khởi đầu để kỷ niệm một cái kết, chúng ta sẽ đạt được một cái thành quả nhất định để kỷ niệm 100 năm thành lập của Đà Lạt Palace, được không ạ? Chúng ta sẽ quyết tâm để thể hiện cũng như là chúng ta sẽ quyết tâm để đạt được những kết quả bằng thành tích cá nhân tại mỗi cá nhân của các anh chị để cộng hưởng vào cho một cái sức mạnh của tập thể cũng như là một cái thành quả của tập thể để chúng ta chào mừng bằng một cái sự kiện rất là hoành tráng vào tháng tới để kỷ niệm 100 năm. Và qua cái cột mốc này tôi tin rằng với những cái gì mà tôi đang kỳ vọng, với những cái gì mà tôi đang cố gắng đồng hành cùng với các anh chị và những cái gì tôi thấy từ các anh chị, từ ngọn lửa, từ ánh mắt, từ trái tim quả cảm của các anh chị, thì tôi tin rằng trong năm tới sẽ là một năm để chúng ta sẽ bứt phá vươn xa hơn nữa và chúng ta sẽ khẳng định được cái vị trí của chúng ta trong thị trường du lịch Việt Nam và chúng ta sẽ vươn tầm ra thế giới. Các anh chị có biết tâm không ạ? Và cũng không chia sẻ thêm nữa, và tôi tin rằng đối với những gì chúng ta đã thể hiện trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian tôi về đồng hành cùng với anh chị, tôi đã cảm nhận được điều đó và tôi tin rằng trong thời gian tới chúng ta có thể làm được và làm được tốt nhất. Kính chúc các anh chị một buổi tối rất vui vẻ, ấm áp, chúc cho con đường sắp tới của các anh chị đầy niềm vui, khỏe mạnh cũng như là một gia đình hạnh phúc để yên tâm cống hiến cho tập đoàn của chúng ta, đối với hệ sinh thái của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị ơi!
9 trên HGDL, công ty cổ phần Cầu Lạc số 07 trên HHCDL quyết định về việc khen thưởng bộ phận xuất sắc 6 tháng đầu năm 2022. Tổng đốc công ty cổ phần Hoàng Gia DL và công ty cổ phần Hoàng Cầu Đà Lạt, căn cứ chức năng quyền hạn tổng đốc công ty cổ phần Hoàng Gia DL và công ty Hoàng Cầu Đà Lạt, căn cứ quy chế khen thưởng của công ty, xét đề nghị của phòng hành chính nhân sự quyết định. Điều 1, tặng bằng khen cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022. Về phía khách sạn Ala Palace, bộ phận nào ạ? Vâng, thưa quý vị, về phía khách sạn Ala Palace xin trân trọng chúc mừng bộ phận nhà hàng đã là bộ phận xuất sắc 6 tháng đầu năm 2022. Về phía sân khấu Ala Palace xin chúc mừng bộ phận bảo trì. Vâng, và về phía Ghiên 1 hoặc Cầu Đà Lạt xin trân trọng chúc mừng bộ phận cảnh quan sân vườn. Kính thưa quý vị, và điều 2, mức tiền thưởng kèm theo quy định quy chế chỉ tiêu nội bộ công ty và quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Xin trân trọng cảm ơn. Thêm nữa
thì trong tương lai chúng ta sẽ đạt được một cái thành tựu giống như là chúng ta mong đợi. Bởi vì nếu chúng ta biết tận dụng những cơ hội và những cái giá trị của lịch sử thì chúng ta sẽ thành công. Thì tôi hy vọng rằng